Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là One Punch Man Strongest Hero. Tựa game khá là hay nha anh em, và nếu anh em nào thích video này hãy để cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Và mình chơi ở server 13 nha anh em, tên mình thành gì anh em có thể là kết bạn với mình nhé. Và mình có lập một cái fanpage ra để đăng một số cái tựa game hay ho ở trên này, và mình có thể livestream ở trên này, thì anh em nào thích thì có thể vào nhá. Fanpage mang tên là Thành EZ Gaming, mình sẽ để link ở phía dưới. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em nhập code, có tất cả là 16 cái code để anh em có thể nhập nha anh em. Code thì sẽ không nhập được ở trong game đâu, mà anh em phải thông qua một cái đường link. Đấy. Sau khi đây là một cái đường link đây, onepacman.code.vn đây, đây là cái đường link này. Thì anh em sẽ ấn vào cái phần game One Punch Man nhá. Đó, ấn vào đây. Xong rồi anh em hãy chọn cái máy chủ. Đó. Chọn máy chủ mình sẽ server 13 đúng không? Thành EZ này. Đây là danh sách các code đây. Ngoài ra còn thêm một số code ở bên ngoài nữa, mình đã nhập hết rồi anh em ạ. Chỉ còn một code nữa thì mình nhập cho anh em đây. Thì anh em sẽ ấn give code vào ô này và sau đó sẽ nhập cái mã ở dưới nhá. Phải nhập mã thì mới được. Nhập chính xác mã. Và tầm khoảng 12 giây sau thì anh em mới nhận được, nên mình đã nhận trước cho đỡ mất thời gian rồi. Rồi thì mình sẽ vào game nhé. Rất là nhiều quà. Và ngày đầu tiên thì anh em cứ tiêu thoải mái luôn đi. Đấy, rất là nhiều vé để mình quay này. Và hy vọng là mình sẽ nhận được tướng SSR ha. Có nhận tất không ta? Nhận hết, nhận hết. Kim cương. Ngày đầu tiên anh em dùng kim cương mua vé để quay hoặc là mua thể lực, hai cái quan trọng nhất thôi. Còn một cái khác không quan trọng. Vãi đạn, toàn vàng á, vàng với AP á, nhiều ấy, 16 cái cơ mà, xong có thêm mấy cái hòm huy hiệu gì đó nữa. Oh my god, quà ra mắt. Rồi mình sẽ đi chiêu mộ nha anh em. Tôi có tổng cộng là 15 cái vé cao thủ, 10 cái vé cao thủ và 15 cái vé tinh anh. Ok, chiêu mộ cái này thì sẽ giảm khá nhiều, giảm đến 20% anh em ạ, chiêu mộ luôn. Ok, hy vọng là cho sẽ ra được tướng mà cho cần, đang cần nha anh em, có bỏ qua không cho nhanh không? SSR không? Ui, nhân vật R này, nhân vật R này, bun bun này, anh hùng dây quần, anh nổi, các toàn nhân vật R này, cua càng bự, vậy cứ tao con đều với kia bạn, con R mi mắt hỏi chấm, chỉ cần anh em ta kết hợp có thể chinh phục mọi thứ, trở thành vương giả. Ai đây? Bác học kỳ gào SR với R cùi. R này đánh tạm. What the hell man, tôi còn có 7 cái vé cái gì mình không đủ để mình chiêu mộ thêm à. Mình sẽ chiêu mộ này đi, vãi cả đạn. Nói chung là nếu mà anh em không run được ác xịn thì anh em hãy bỏ đi run ác mới thế thôi. Biển sâu xâm lược, vãi nồi, con cấp N, bọ ngựa, nhìn ngáo ấy, chuột chuỗi cấp R. Ok man, ở lại con biển sâu tàn bạo mấy con cấp N chẳng hề đánh luôn. Bất giờ héo, ui hỏi chấm này, đừng cản đường, ai đây? Đuổi ơi, mẹ con gì thế này, trời ơi cái quần què gì vậy, trời ơi cái quần què gì vậy. Ok, chúng ta sẽ mất 220 game để mua cái thêm một cái vé cao thủ để chiêu mộ đủ 8 cái thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Tội gì mà không chiêu mộ hả? Tôi chiêu mộ 2 lần rồi, vượt núi vãi nồi, có mấy thằng cùi lắm chứ, mấy thằng anh hùng cùi dã man luôn. Nhưng không được sơ ý. Ai đây? Chia mép mùa xuân. Cái quần què gì vậy? Hổ ba lỗ. Mà cái nick này chắc là tôi phải bỏ đi để tôi chiêu mộ cái khác anh em ạ. Cái quần què gì vậy? À anh em hãy kết bạn với mình nhá. Mình có vẻ khá nhiều cái người kết bạn này. Đấy, kết bạn. Oh. Đấy, mình kết bạn rất nhiều, xong rồi tặng nhanh và nhận nhanh nhá. Nhận được cả thể lực khá là ngon ha. Rồi xem trong túi có cái gì không. Mấy cái hòm gì đây, mở hết ra. Huy hiệu cao, giác đấu, ok dùng hết đi. XP, kinh nghiệm, kỷ vật, mấy cái đồ gì đó.
đống sách gì đó. Cho cần có cái vé kia. Kim cương. Đây thưởng cấp này. Thưởng cấp nhận thêm được vé này anh em ơi, thưởng cấp 15 này. Đấy, hoạt động sẽ hoạt động gì không? 7 ngày huấn luyện ninja. Nhận luôn. Hoạt động này. Chiêu mộ 5 lần R. Chiêu mộ ở đây. Chiêu mộ mình dành riêng cho tân thủ với vé chiêu mộ cao thủ đặc quyền 5 lần. 5 lần nhân 10. 2 lần nhân 10 thì được 20% off, 20% giảm giá anh em ạ. Phải 5 lần nhân 10 chắc chắn được một SSR anh em nhá. Phải 5 lần cơ. Dã man thật. Online này. Online càng lâu anh em sẽ được càng nhiều quà anh em ạ. Đây này, online 1 tiếng anh em sẽ nhận được vé kìa. Thủ lao mỗi ngày. Vé cao thủ nhân 6, mỗi ngày là 7 phiếu, tích lũy 5 ngày tặng vé cao thủ. Ồ. Liên tục nạp 7 ngày. Nhận cái gì đó. Gói 89k nhận được 4 vé cao thủ này. Nhưng mà cái arc này mình không biết là mình có nên chơi không, tại vì nó đang nó đang nhận thể lực miễn phí á. Rồi. Ok, bây giờ có thêm một vài nhân vật mới ha. Có thêm một vài nhân vật SSR ha. Đánh thì cũng được. Ok, cho lên cấp ở mấy thằng giác đấu à. Ok, đột phá cho nó khỏe khỏe lên tí anh em ạ. Nhờ. Giác đấu chắc là thiết giáp chắc là tăng cơ ha. Tạm thời sẽ để nó tăng cơ. Nguyên liệu không đủ. Dùng cái tính năng càn quét để rồi cái đấy tính sau à. Đây là thằng ấy, bây giờ không đột phá được à? Đột phá chắc được chứ. Nguyên liệu không đủ rồi. Nguyên liệu không đủ này. Diêm ép mùa xuân, ok, cho ông này lên cái. Ông này không đủ để đột phá luôn đấy. Ông này phải đột phá lên thì đánh được. Nhiều con quá nhờ. Lực chiến 400, lực chiến là 800. Lực chiến 449, 538, 654. 461 này, ông này cũng khỏe này, ông này SR mà anh em. À SR. Thiếu cái này. Khu không người trái đất, ok. Bây giờ mình sẽ càn quét để cho mấy con này lên cấp đó. Đây là con này đó. Đấy, con này nó có thể đột phá, ông con này thiếu cái gì này? Khu không người vua lòng đất. Càn quét. Rồi. Đột phá phát cho nó khỏe lên cái. Đấy, level 15 ngay. Nhờ. Yeah. Mình sẽ để lên level 15 nha. Rồi, tạm thời thế thôi. Con này thì dừng ở mức độ đấy thôi. Đó, con này lên lực chiến là 815 rồi. SR thì chắc là sẽ ngon hơn là R rồi, dĩ nhiên rồi anh em. Cần quest vượt ải X1. Và mình chỉ có vượt ải X1 thôi, cũng không vượt ải được nhiều ấy. Thiếu cái gì là mình sẽ càn quét hết anh em. Xong rồi làm nhiệm vụ của cho mấy ông ấy lên cho nó khỏe. Chứ hơi yếu. Có thể lên được cấp 10 anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ dừng ở cấp 10 nha. Có con SR nữa không? Có con SR nữa là con này. Công nghệ. Giác đấu. Vũ trang. Công nghệ, mình có hai con công nghệ trong team à? Rồi, cho ngày lên nữa. Bây giờ phải đột phá trước. Càn quét đã. Vượt ải. Vượt ải đi anh em ơi. Cứ có thể lực là anh em vượt ải mà. Đơn giản mà. Chính tỏ thể lực nó rất là quan trọng ha. Dĩ nhiên rồi. Tiếp phải mua nhiều cái thể lực một tí. Đột phá phát. Đấy. Lên cấp 10 đã xong tính sau anh em. Để tôi vượt cái ải ở kia đã. Ải kia khó vượt quá. Rồi. Tạm thời dừng ở đây. Rồi và chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ấy. Tăng sao có thứ. Còn lâu mới xong nha anh em. Tôi cứ làm xong cái đống nhiệm vụ này là tôi có đầy vé mà. Nhiều vé. À mình có thể thay đổi được cái ngoại hình nhá. Ấn vào đây thay đổi ngoại hình này. Đây. Đánh nhau với con
Sabuki con này nạp 22k vào là sẽ có được nhá. Ơ chết rồi. Chết, mình không để đội hình rồi. Bão tuyết địa ngục. What the hell? Đóng hình động. Rời khỏi chiến đấu. Ơ tôi chưa để đội hình à? Đội hình đâu? Ra trận. Đâu nhỉ? Đội hình chỗ nào nhỉ? What? Bảy trận đây. Quên mất. Không phải cho được. Cho con nào ra đây? Cho con này té đi anh em. Đấy. Cho con này lên đi. Như này toàn team SR khỏe như này mà không đánh đánh team nào đúng không? Không cho thêm nữa rồi, bây giờ mới chỉ có 4 con thôi nha. Lực chuyến lên cao hơn. Team này khỏe hơn nhiều. Chiến đấu bạn ơi. Bão tuyết địa ngục. Đây là con rank A đúng không? Con này là con siêu anh hùng cấp A phải không ta? Ấy, thằng này là bác học đây, gọi người khổng lồ đây anh em. Nhớ. Chính xác. Trời ơi. Chiến bạn ơi. Con gorilla chưa có cái gì à? Wow, đấm kinh đấy. Nhưng mà mình là tăng cơ mà, xoắn gì. Ui, đấm lan mẹ nó. Thằng bác học kia đấm lan kìa. Ý, bình tĩnh. Con này khỏe nhỉ? Khổng lồ dẫm đạp anh em ơi. Con này khỏe vãi lều thằng bác học này. Ok. Chiến thắng rồi, mãi thắng được. Khỏe quá, khó khăn quá. Nhiệm vụ ở chính tuyến là chạm xe cũ đã xong rồi. Trời ơi, tôi đánh mãi cái này mới xong được nè. Ở lại cái đạt đủ sao thì anh em sẽ mở được cái hòm này nữa. Nhưng mà có lẽ chưa cần. Đấy, được thêm 10 cái vé này. Vé tinh anh. Chương 4 lại được thêm 2 vé kia nữa. Sao chương này được nhiều vé thế nhở? Tôi công nhận là được rất là nhiều vé hả? Từ từ bạn ơi. Tôi có 10 vé, tôi về tôi mở tiếp ra nhá. Bộ lục cái thể lực. Ấy, ui. Cái gì đây? Khiêu chiến boss à? Chúng ta sẽ khiêu chiến boss để rơi ra cái huy chương anh em ạ. Ra trận thêm được một con nữa này. Bão tuyết Lily. Hay là cho thằng này vào. Thằng này cũng khỏe mà. Thêm được một thằng nữa. Tôi đang muốn thêm một thằng SSR nhưng mà không có anh em ơi. Biết làm sao bây giờ. Thôi cứ đành phải chơi thôi chứ biết làm sao đây đúng không? Pháo thiêu đốt Zenos. Úi xôi ôi, con boss này khá khỏe đấy anh em. Đấm phát. Được á. Đây mình cùi với. Trong khi đó mấy người được SSR các kiểu là điều anh em ạ. Gì đây, tăng sao à? Chắc là nó vẫn liên quan đến Zenos thôi. Nó đang hướng dẫn mình anh em ạ. Rồi, ok. Nó bắt mình tăng thử rồi. Rồi, chúng ta đang có thêm cái chiêu mộ, khả năng chiêu mộ thêm được. Mình đang có 10 cái vé này. Vé vàng. Tinh anh á, chiêu mộ cái này được à. Nhưng mà cái này có cả cấp N. Cái chiêu mộ tinh anh này cùi hơn cái chiêu mộ kia anh em ạ. Chiêu mộ kia nó không có cấp N luôn đấy. Paradise. Trời ơi, Paradise. Đàn em. Em gọi là bạn lính ạ. Gì đây? MK2. Fuck you. Không được một cái gì luôn. Nó không được SR luôn ạ. What? Thật sự luôn, tôi không thể tưởng tượng được như thế luôn anh em ạ. Level 20 sẽ mở cái này. Thư gì đây? Được thêm cái gì ạ? Rồi, thêm 2 vé. 2 vé để quay ạ. Nhận thưởng à. Oh my god, nhiệm vụ vượt ải tinh anh cái nồi gì đấy, HP này. Thật sự là khó. Sao có cái hòm đấy? Mảnh dế nốt à? Sao lắm thế? Rất thần bí.
thêm ít kim cương. Cái này đã mở tiếng Anh rồi, mình sẽ vào cái bài tiếng Anh nhá. Ezra, đánh nhau nào. Thì mình củi quá, thật sự là mắc củi luôn ạ. Có một con SR ngon ấy, cái con pháp sư kia cũng khá khỏe. À cái con nhà khoa học kìa, đánh lan anh em ạ. Đánh lan tất cả luôn. Thằng đánh thưởng à. Con này đánh theo hàng ngang thì biết rồi này. Mấy thằng kia mình còn chưa thèm đọc cái bộ skill của nó như thế nào cơ. Chết đấy, khổng lồ dẫm đạp không phải khỏe thế. Đam thì cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà được cái đánh lan anh em ạ. Chứ mình thích cái nhà bác học này. Tạm được. Dùng mình tăng cơ mà, đỡ đòn mà. Cú đấm ngang, đấm xuống dưới có ai đâu. Ơ, cái lão này lúc nào cũng khổng lồ dẫm đạp nhá. Pháo thiêu đốt thì đánh theo kiểu hàng dọc thôi. Zenos đánh tạm mà. Thằng khổng lồ lúc nào cũng được gọi là last hit anh em ạ. Ok, cày luôn. Đây là nhiệm vụ phụ đúng không anh em? Cảm giác nó sẽ rất là lâu à. Ải chương 4 sẽ được thêm 2 cái vé này. Và đúng là áp này khá là cùi à. Mình quay như thế mà chẳng ra được SSR nào. Tôi xem có phần nạp lủng gì không ta. Hoạt động này. Online nhiều sẽ được online 120 phút, online 2 tiếng sẽ nhận thêm vào ngày thứ. Chia sẻ có quà. Chiêu mộ nhận, chia sẻ điểm. Cái này phải chia sẻ anh em ạ. 5 lần nhân 10 nhận SSR hình như số lần chiêu mộ cao thủ nhân 10 hiện tại là mới có 2 lần anh em ơi. Đây này. Cao thủ trên này phải chiêu mộ ít nhất là 10 lần cơ. À 5 lần cơ thì sẽ được quả. Chắc chắn là như vậy. Là sẽ chắc chắn sẽ nhận được một SSR nha. 20 lần thì sẽ nhận thêm được một SSR nữa. Anh hùng tập kết. Cái này khi chiêu mộ sẽ nhận được những cái phần quà ở đây nhé. Online thù lao. Tặng vé cao thủ. Mỗi ngày nạp 7 phiếu. Mỗi ngày nạp một ít. Đây, mỗi ngày nạp 22.000 thì sẽ được 6 cái để ron ha. Kiểu lại như vậy. Tạp hóa mấy cái này rẻ thì có thể mua không? 30k thôi nhá. Đạo cụ đấu trường. Ok. Rồi, nói chung là nó cũng hội. Cái hội này hội gì đấy? Thêm game à? Nhờ thêm game à? Mua một cái vé khá đắt, một cái vé nó giá tầm khoảng hơn 200 game một cái vé anh em ạ. Mình thì mình không có quá nhiều game ấy. Nên là khá là buồn. Cái hội này chưa mở, cái đàn level 20 thì mình mới có thể là vào được anh em nhá. Rồi có cái gì để giới thiệu nó cho anh em nhỉ? Chắc là hết rồi đấy. Chắc là không còn gì đâu, chỉ còn nhiệm vụ với túi tiếc thứ thôi. Huy chương sức mạnh để nâng cấp thôi. Cái vé gì đấy? Vé khiêu chiến đấu trưởng. À, rồi cái đấy thì mới thay đổi được cái đổi không ấy không? Đổi được nhân vật không? Đổi hình tượng không? Nhân vật này top 10. Nhân từ phúc lợi này. Có cách nào mà nạp nhận được SSR không ta? Cái này là nạp 22.000 sẽ nhận được khoảng 3 cái vé à. SR tâm linh. Mình đang nghĩ là mình sẽ chọn SR nào. Mai sẽ nhận được thằng SR này đây. Ok, siêu thị. Siêu thị này phải nạp nha. 89.000 sẽ nhận được kinh hoạt ngay, nhận được 280 kim cương, nhận được 2 cái vé. Mỗi ngày nhận thêm 100 kim cương. Phó bản vàng tăng 10%. Nhiều thứ phết đấy nhờ. Thôi mình cày vậy. Ok, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp, hay mình đánh tiếp nhỉ? Đánh tiếp đi. Gì mà phải. Đây.
Tiếp tục đi, có chuyện. Úi dồi ôi, con muỗi anh em ạ. Có con muỗi rồi. Cải tiến lạnh lùng. Oh my god, con muỗi. Côn đồ đường phố. Ui, một đàn muỗi bay qua nó ăn thịt. Ui, con muỗi này con boss anh em ạ. Trong phim cũng có mà. Muỗi này sexy vậy. Muỗi con ruồi ra. Con ruồi ạ, đây con ruồi à. Cô gái muỗi Xenos. Cái này con ruồi, con muỗi này còn đánh Xenos tí chết mà anh em. Mất cả tay cơ mà. Bảy trận gì đây. Một ơ. Tại sao mình không thể nào mấy được nhỉ? Cấm dùng ạ, ui vãi cả nồi. Chúng ta sẽ bị cấm dùng một số. Vãi cả nồi. Chưa bị cấm dùng một số con luôn ạ. Thế thì đánh đấm sao? Ảo ma Canada thật, trẻ trâu đường phố. Khi mình dùng mấy thằng này khi còn khỏe hơn ấy. Hai chơi thằng này, hai chơi thằng này. Vẫn chơi thằng này. Rồi. Tạm thời không biết là liệu có đánh được không ạ. À đây là gọi, lúc gọi Satama đến đây, khi đủ cái nộ sẽ gọi được Satama đến. Tấn công đây anh em. Pháo thiêu đốt. Đốt cái đàn muỗi cho tôi. Xenos vẫn là ngon nhỉ, vẫn được dùng mà. Ồ, SSR kìa, được thằng ba lỗ gì đó. Cô gái muỗi đánh nhau em. Thế gọi sư phụ ra, sư phụ đấm hộ cái là được mà. Anh hùng cấp S. Đánh đi, con muỗi kìa. Mẹ tía nó ấy lên đấy, nó tiến hóa lên thì kinh hoàng lắm anh em ạ. Không đánh được không à. Pháo thiêu đốt. Ui gần trước con muỗi à. Kiếm sĩ lò xo. Ui đam to đấy. Đại tiệc muỗi. Thốn gì đâu. Thằng kia thằng đấm bốc à. Ôi sao nó lắm máu thế. Nó hút máu à anh em. Muỗi là hút máu à. Tiếng hú chính nghĩa lên. Pháo thiêu đốt, pháo thiêu đốt rồi đánh hàng dọc thì mới ngon. Chết luôn anh em, không kịp hồi máu luôn. Nice. Hay. Tôi còn chẳng thèm gọi sư phụ Saitama lên đánh nhau luôn. Má nó tiến hóa. What the fuck man. Xong. Còn này là xong. Còn này là nát rồi. Sao mà có mỗi mình Xenos đấy. Xenos của này bị mất tay hay là bị sao ấy nhỉ? Mình nhớ trong phim thế. Không tiếc gọi sư phụ. Ê, sư phụ đến rồi. What the fuck. Càng hút nhiều máu thì cơ thể càng tiến hóa. Ê à. Người này hình như rơi vào khổ chiến, giúp hắn nào. Ok. Nào. Với từ chiếc đấm phát chết luôn. Holy shit. Đấm phát bay mặt luôn. Mũi à, phiền quá. What? Rồi thì chúng ta sẽ kết nhé. Xin chào anh em.